Chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ đợi xem Trang Pháp có vượt qua được câu hỏi ở quả cầu bí ẩn số 7 hay không. Và bây giờ, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời em bước lên phía trước một bước. Cố lên. Lại một lần nữa, mời em đọc một câu thần chú của riêng mình. Cầu ơi thương lấy Trang cùng. Trời. Tuy rằng khác giống nhưng chung một sân khấu, một chương trình. Âm lên. Yeah. Em đã bảo là lát em lên đây mà nó bắn lên sẽ đứng dáng đẹp, xong rồi cuối cùng mà. Bây giờ một lần nữa, chương trình sẽ được trân trọng trao cho Trang hai món đồ báu vật để giúp cho em vượt qua thử thách ngày hôm nay. Xin mời em đón nhận chiếc kính thần kỳ. Xin đa tạ. Trời ơi, rất hợp với dáng em. Phù hợp không anh? Lãng mạn luôn á. Rất phù hợp luôn. Và đây là chiếc kềm ma thuật. Không phải chụp hình bìa tạp chí nha. Chương trình sẽ có 5 đáp án dành cho câu hỏi này. 5 đáp án bắt đầu. Tượng nữ thần tự do. Tượng nữ vũ công. Còn tượng nữ vũ công nữa hả? Tượng nữ oa. Tượng thần vệ nữ. Và cuối cùng là tượng nữ thần Athena. Không biết rằng là với những đáp án này của chương trình thì Trang nghĩ ngay tới câu hỏi như thế nào? Ở nước nào có cái tượng nữ thần nào chẳng hạn? Nước nào có cái tượng nữ thần nào? Trời ơi, hỏi vậy thì cũng hỏi nữa. Thùy Anh. Tượng nào ở đây do một nhà kiến trúc, một nhà sáng tạo người Pháp? Pháp là của chị Trang rồi. Rồi, dự đoán thì cũng là dự đoán thôi. Hãy cùng chúng tôi bật mở ra xem câu hỏi chính thức của chương trình là gì. Xin mời. Câu thơ. Trong câu thơ, nhớ Quảng Văn Đình, tớ đến nghe câu kê chẳng thấy, thấy đầm xòe. Đầm xòe ở đây chỉ cái gì? Đầm xòe. Hỡi kiến thức, quay về với chị. 60 giây bắt đầu. Em sẽ loại bỏ cái đầu tiên, em nghĩ là không đúng này. Tượng nữ thần vũ công hình như là cũng không có tồn tại luôn này. Đáp án tượng nữ vũ công. Ủa thế cái đầm xòe này cũng làm nhảy múa là cũng được đó ta. Ủa nhưng mà cái này không liên quan đến cái một cái cầu nhân gian. Chính xác, đúng không? 53 giây tiếp tục. Tượng nữ thần, cái này là đoán nữ thần oa. Em không biết là nữ thần gì cho nên cắt. Trang Pháp đã cắt đi tượng nữ oa. Trong câu thơ nhớ khoảng. Chiến thắng. 43 giây cho 3 đáp án. Cho thêm 1 giây hoàn hồn được không? 1 giây hết. Em đâu tìm. Cố lên. Cố lên nhá. 43 giây tiếp tục. Nữ thần vệ nữ, nhớ Quảng Văn Đình, nhớ đến nghe câu kê chẳng thấy, thấy đầm xòe. Thần Athena. Trang Pháp đã cắt đi đáp án màu trắng, tượng nữ thần Athena. Bùm. Cố lên thôi, còn hai câu nữa thôi. Còn hai đáp án nữa thôi. Em biết nhiều về nữ thần tự do hơn, ai cũng biết mà. Nữ thần tự do cũng có cái váy xòe. Và nữ thần vệ nữ cũng có cái váy xòe. 29 giây bắt đầu. Và Trang đã quyết định cắt đi đáp án tượng thần vệ nữ. Em tạo dáng nữ thần tự do coi nè, để xem em có được tự do hay không. Và chiến xác. Chiến xác. Còn một câu nữa thôi. Còn một câu nữa thôi. Khi
trao tặng tượng thần tự do khổng lồ cho nước Mỹ, người Pháp có giữ lại cho mình một phiên bản nhỏ hơn, cao 11 mét, cũng bằng đồng, đặt cạnh một chiếc cầu bắc ngang qua sông Seine. Và đồng thời cũng có một phiên bản khác nhỏ hơn nữa đưa sang triển lãm vào năm 1887 tại hội chợ Đấu Xảo Hà Nội và nơi có cung văn hóa hữu nghị Việt Xô hiện nay. Và người Hà Nội lúc ấy gọi pho tượng này là Bà Đầm Xòe. Và hiện nay thì do chiến tranh cho nên bức tượng này đã không còn tồn tại nữa. Và chúc mừng Trang Pháp. Yeah. Thường thì em hay căng thẳng thì em sẽ làm gì để giải quyết căng thẳng? Thường thì em sẽ ngồi nghe nhạc này. Ngồi nghe nhạc. Đi xem phim này. Xem phim. Lên Em muốn nghe nhạc không? Dạ. Em muốn nghe nhạc không? Ồ, xem xin. Thúy Anh ơi. À thế thôi, 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 bỏ đi. Ai bỏ? Bỏ đi anh, em, bỏ em đi. Nghe, em nghe. Không, 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 không. Và bây giờ xin mời Trang Pháp diện kiến với quả cầu bí ẩn số 8 mang tên Bé Bự Lên. Rất là xinh tươi, màu sắc này. Hôm nay bé Bự hãy cho chị thật là nhiều may mắn nha. Trời ơi, làm như đi chùa lấy lọc á, vuốt vuốt nhỏ xong vuốt vuốt vô người lấy lọc á, lấy hên á. Bé Bự đã sẵn sàng rồi. Bây giờ 8 đáp án của chương trình bắt đầu. Trời em run quá anh ơi, chứ này. Wow. Trở về quá khứ. Trời muốn ơi. Trở về quá khứ. Bài hát không, à? Muốn chắc trong câu vừa tròn 18 tuổi. Hả? Tốt nghiệp đại học. Bị lừa dối. Chịu đau đó. Giỏi vừa kết hôn. What? Thích uống bia. Chứ đặc tính. Và cuối cùng là làm bố. Thầy, cái này giống như là kịch bản phim ấy nhỉ? Là cái gì mà cái câu chuyện gì mà nghe nó éo le quá vậy? À, 28 tuổi rồi, uống bia xong rồi là bị lừa dối, tốt nghiệp đại học, bị lừa dối thì mới bị làm bố. Hả? Bị lừa dối sao bị làm bố? À, là trong cái buổi là say xỉn, say xỉn. Đúng đó, là bởi vì làm bố. Làm bố xong rồi là muốn trở về quá khứ. Nhưng mà trở về quá khứ không được, cho nên là phải chịu đau đớn và rồi. Kết hôn. Đó. Tốt nghiệp đại học nữa. Ủa? Cái câu chuyện nó éo le. Khoan em, anh thấy nó cũng không éo le lắm, cứ thúc là có hậu nha, là kết hôn luôn đó. Mọi người nghĩ là câu gì? Em nghĩ là văn học. Một câu chuyện nào đấy, cái nhân vật đấy nó có một cái đặc điểm gì đấy. Thú thật là càng quá. Rồi, hồi nãy giờ thì chúng tôi đang có rất là nhiều những cái suy luận, phán đoán về câu hỏi. Liệu rằng câu hỏi có chính xác như vậy hay không? Xin mời. Lễ hội Festa de Cornuto của thành phố Rocca Canterano tại Italy được tổ chức dành cho đối tượng nam giới nào? Trời ơi. 2 phút dành cho Trang Pháp. Lễ hội thì một năm người ta sẽ tổ chức một lần và đó để ăn mừng một cái gì đó quan trọng hả? Bắt đầu rồi đó. Cắt à, bình tĩnh nha. Cắt cái nào em nói cái màu cho đúng nha. Cắt mấy cái không phải trước em đi. Em muốn trở về quá khứ chắc không phải. Muốn trở về quá khứ. Thời gian nhanh lắm á, phải cắt ấy. Và đây là đáp án chính xác. Làm sao có cỗ máy để có thể đi về quá khứ được chứ? Tiếp tục. Không, vừa kết hôn đó. Bị lừa dối. Em hãy tạm bỏ đi những cái khác trước đi. Anh nghĩ là có thể là... Em chịu đau giỏi thì không phải này. Phải ông ta. Đi lễ hội mà bị quánh thì cũng không được. Mong là vậy. Chịu đau giỏi là một đáp án. Chị nghĩ là một năm rất là nhiều người. Chính xác. Tiếp tục nào. Xem cảm giác bị lừa dối à? Trọng kiến thức. Nhanh đi chị, cắt đi. Cắt đi em. Vừa kết hôn. Xanh. Cắt mấy cái mà không phải chứ. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Là vừa kết hôn. Ê, bình tĩnh. Thơ hồng. Em nghĩ vừa kết hôn sẽ không phải đâu. Vừa kết hôn. Đây là một đáp án chính xác.
Tiếp tục nào. À, cho em một giây thở được không? Thở được, được, thở được. Thở đi. Em bị yếu tim. Tiếp tục, 1 phút 3 giây. Em nghĩ là không phải là lễ hội làm bố đâu. Cái bố thì nó sẽ có một cái từ gì liên quan đến bố. Là màu cam. Màu cam đây phải không ta? Đúng. À, đúng rồi, đúng rồi. Không phải làm bố. Em ơi. Trời ơi, chị xin em. Chị xin em. Chị xin em. Trang đã xin bé bự rồi, đáp án là... Đúng rồi. Chúng ta còn lại 4 đáp án nữa mà thôi. À, còn 4 cái thì chắc chắn em cũng đã phân tích được kỹ kỹ rồi ha. Rồi, ok, tiếp tục. Cái nào bình thường thì cắt đi. Em nghĩ thích uống bia cũng không phải lễ hội bia ở bên Đức. Ủa, thích uống bia là cái màu gì vậy? Màu trắng. Uống bia là màu gì vậy? Màu trắng, màu trắng, màu trắng, màu tím. Tím, tím, tím. Tím rồi, màu tím. Đó, màu tím. Cắt đi chị. Hết giờ, cắt đi, cắt đi. 3 giây. Cắt đi, hết giờ. Thích uống bia. Bé bự trụi đầu rồi. Còn có 3 cộng. Và đáp án là chính xác. Ôi trời ơi, chưa bao giờ hồi hộp như hôm nay. Ô, không dám nhìn luôn á. Tiếp tục. Cắt, cắt. Cắt. 18 tuổi không phải là cái này. Thử xem cái... Thử xem đi, thử đi, thử đi. Thử cái đấy nào trước đi đã, 3 cái thì thử cái đó. Cắt đi, hết giờ, hết giờ. Kệ, cứ cắt lại đi vậy không sao đâu. Không sao đâu. Dáng đẹp nào, tạo dáng đẹp đó. Tạo dáng. Tạo dáng. Đáp án là chính xác. Chính xác. Một cái nữa thôi. Chúng ta chỉ còn 17 giây với một nhát cắt nữa mà thôi. Liệu Trang Pháp có mang về 50 triệu cho đội của mình hay không? Bé ơi. Lên chị ơi. 17 giây tiếp tục. Trang ơi, 17 giây, nhanh lên em. Cắt đi. Sao em cảm giác là bị lừa dối nhở? Thì hãy làm thật trực giác. 7 giây. 5. 4. Lừa dối là màu xanh à? Cắt. 3. Cắt. 2. Cắt đi em ơi. Ui, nắm tay đi mọi người. Nắm tay đi mọi người. Ở giây cuối cùng. Sao em cảm giác là cái xanh mới là đúng nhưng mà... Thôi kệ đi chị. Cho bọn em cùng ra được. Cho bọn em cùng ra được. Cho bọn em cùng ra, cùng ra. Đã tính cắt cái dây màu đỏ rồi. Không sao đâu. Nếu như mà Trang nhớ không lầm thì anh có gửi cho Trang một cái câu là những cái điều gì đó nó đặc biệt. Tại vì chỉ có cái thành phố này làm thôi, không có thành phố nào khác làm hết trơn á. Mà bây giờ tốt nghiệp á, thì thành phố nào tốt nghiệp mà ăn mừng làm gì đúng không? Thế anh hỏi là tại sao mà lại biết được khúc cuối vậy? Em đã tính cắt cái đây, em đã nghĩ là lừa dối rồi. Nhưng mà xong rồi cũng hai chị em bàn bạc sao nghĩ là cái gì đấy hàng năm. Không, thật ra ở đây mọi người cũng nghĩ sai. Vậy là ngày hôm nay Trang Pháp của chúng ta đã không mang về số tiền thưởng cuối cùng dành cho đội mình là 50 triệu. Nhưng không sao, một kiến thức cũng khá là thú vị và hấp dẫn đến từ chương trình. Và lời giải thích của chương trình như sau. Không biết là bạn đã bao giờ bị vợ hay là bạn gái mình phản bội hay chưa? Và nếu có thì chắc chắn hãy tham gia vào lễ hội này, Festa di Conuto ở thành phố Rocca Cantareno ở Italia. Cảm ơn các em đã đến với chương trình tuần này. Quý vị thân mến, và đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi vào tuần sau để xem ngôi nhà của quả cầu bí ẩn sẽ mang lại 200 triệu cho nhân vật nhóm người nào. Và đây là một ẩn số, đừng quên nhé. Mở TV vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ, Minh Dù xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Dạ em Hữu Đăng là đây. Người đã chơi ở mùa 1. Ủa? Và giấu mặt vô ngọc quá. Đúng, em chơi chung một cặp với Hữu Đăng. Ủa vậy sao lúc đầu em hỏi là mọi người biết chơi chưa? Không mọi người nói chưa biết gì mà. Em nhưng mà mùa trước thắng hay thua? Ha, cắt một giây đi luôn. Chết rồi. Đâu, slogan của nhóm nè. Slogan của mình là đại thắng.
Ủa, đại thắng mà. 2, 3. Đại thắng, đại thắng, đại thắng.